về việc mình xử lý cho cây ớt mà bị ngã do bão thì mình chú ý ba cái vấn đề chính thứ nhất là giảm thoát hơi nước ở trên lá hai là phòng bệnh rễ ba là kích rễ vậy thì giảm hơi nước trên lá là do ở bên dưới thì chắc chắn là nó sẽ bị đứt rễ thì giống như kiểu là nó bị thiếu máy bơm nước thì về nước và dinh dưỡng bơm lên trên nuôi không đủ nhưng bên trên là nó vẫn thoát hơi nước như bình thường vậy thì mình phải giảm cái chuyện thoát hay nước đó là mình phải tỉa bỏ lá bỏ bớt ví dụ như ba lá thì mình tỉa bỏ một lá rồi mình cắt đọt luôn cũng được còn cái chuyện trái đây là cây ngắn ngày thì mình không thể mình tỉa bỏ trái được nếu như nó là cây ăn trái lâu năm thì mình nên tỉa bỏ bớt trái còn bây giờ á nó là cây ngắn ngày thì mình cố gọi là cố ép để giữ trái kế đến là cái chuyện mình phòng bệnh rễ và kích rễ thì mình có thể dùng vsphenol x10 cộng với lại một gói 3k cũng được hoặc là 2ml GB90 trên 1 lít nước là mình xịt trực tiếp vào trong gốc nó vừa kích rễ mà nó vừa bảo vệ rễ chống nhiễm bệnh vào cái vết thương do bị đứt rễ thì mình xịt 1 cái 2 đến 3 ngày sau mình xịt lại 1 lần nữa tức là mình ở đây mình phải kích rễ cho nó thật nhanh để cho ở bên trên nó không có bị uh, thiếu hụt nước và dinh dưỡng quá lâu. Còn ở bên trên, đây là mùa mưa, cho nên cái lần mà mình uh, cắt đọt xong á, là mình cũng lấy cao với lại vi sinh mình phun ở trên. Tức là hai thằng trên dưới nó ngược nhau. Ở bên dưới thì mình cần kích, nhưng mà ở bên trên thì mình cần cứng. Cứng rất là cao si nó sẽ tăng cái sức chống chịu với nắng mặt trời rồi nó sẽ làm cho cái vết thương nó bảo vệ cái vết thương khi mà chúng ta cắt và đặc biệt đây là mùa mưa nữa tức là mùa mưa là mình đang mang trái mà mình kích thì nó sẽ dễ bị ảnh hưởng trái thậm chí là gây thú trái đó là cái vấn đề cho nên ở bên trên thì mình cần cứng đó là mình xử lý trên dưới là như vậy còn đối với những cái cây mà nó đang bình thường thì khi mà mưa nó cũng sẽ ảnh hưởng bộ rễ tức là nó sẽ dễ bị nấm khuẩn tấn công hoặc là nó dễ bị úng rễ vân vân thì chúng ta vẫn cần kích rễ và bảo vệ rễ nhưng mà nó nhẹ hơn tức là đối với những cây đó thì khi mà mình tư gốc hoặc là mình phun gốc đó thì mình phun lướt qua thôi còn đối với những cái cây mà nó bị đổ ngã thì mình mới dí nó mình tưới cho nó ướt nhiều hơn còn khi phun á thì đối với carboxy và vi sinh mình phun trên đó thì mình nên phun như nhau Tại vì cái chuyện mà một cái cây bình thường mà có thời tiết bất lợi, có mưa Thì mình cũng nên phòng bệnh cho nó kỹ và Tại vì nó đang mang trái lớn hết mức và chuẩn bị thu hoạch Thì mình nên cẩn thận Phino, đổi mới nông nghiệp Việt